Đây. À, cho ăn cho mấy đứa nó ăn bánh quy mà chúng nó cũng không có bỏ sót miếng nào cả. Đây để cho thử ăn nhé. Cho ăn mấy miếng cho mọi người xem, không bỏ sót miếng nào luôn. Nào, chúng ta ra đây chúng ta ăn nào. À, ra đây ăn. À, mâm, có ăn không? Đá có ăn không? Pila ra đây nào. Núi có ăn không? Đây, xin chào, rơi vào. Ngồi xuống, Pila. Ba đứa ngồi ra đây. Để nhường chỗ cả cho bọn trẻ con nữa. Một đứa ra đây nào. Xem nào, xoay lại. Rồi ngồi xuống. Cứ đang ngồi xuống. Ok, siro ra đây. Ok, ngồi xuống. Ngồi đấy. Rồi. Đi là siro này. Nasi này. Kia. Dành ăn của em bé. Từ đá. Đá. Núi. Núi đây mà này núi vì là không đòi siro nasi đá núi vì là siro Messi ngồi xuống đá núi Chiro đá cái tiếp theo chờ ngồi yên không có tranh giành gì ở đây được. Pila Messi à Siro Messi đá núi Pila Siro Messi đá núi 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 đá đá rồi Pila Siro Nasi đá núi Siro tiếp theo không đòi tất cả phải ngồi yên đấy Pila Messi Siro đá núi Pila Siro Messi ngồi xuống đá đây làm rơi mất rồi núi núi bé hơn núi cứ làm nhà làm nhà Villa Siro Messi không đá núi núi đá núi hết mất rồi đi lại Messi Siro Messi hết rồi ăn hết rồi ba cái nha thì lấy nữa nha ngồi yên đấy ngồi yên nhá để lấy thêm ngồi yên đấy
Thế thêm ba cái nữa bạn. À, hai con nhóc con kia không chịu ngồi yên à? Ngồi gọn vào chỗ. Messi ngồi yên đấy Messi. Ờ, hãy ngồi về đây được. Nào, không có đòi, không đòi mà không hỏi. Siro, Villa, Messi. Tưởng Yumi không ăn, Yumi. Nào, đá, núi. Siro, Villa, Messi. Không có nhảy lên theo kiểu thế. Ờ, đá ngoan lắm, đá. Núi. Villa, Messi, Siro. Đá. Núi. Yumi. Mi. Mi không có ăn. Tiếp. Ngồi yên. Không có đòi. Đòi này nhịn đấy. Không. Sai. Đá. Núi. Vỡ vẩn này. Villa. Messi. Yumi. Vì làm nhạc quá. Không. Không ngồi xuống. Đá. Núi. Siro. Villa. Messi. Yumi. Đá. Núi. Siro. Villa. Messi. Đá. Núi. Cái cuối cùng. Không đòi, đòi là nhịn đấy. Không có đòi được đâu. Đòi nhịn luôn.